Linh khí khôi phục. Tập 1. Cổ thành Lâm Thiên. Thứ kia là... Kia là cái gì? Quái vật. Là quái vật. Mau chạy đi. Thảm họa giáng xuống. Gieo giấc chết chóc và tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm đó. Không ai có thể may mắn mà thoát khỏi. Mau chạy đi. Câu quái vật. Mình không thể chết ở đây được. Hôm nay là ngày mình và người bạn gái xa cách 3 năm gặp lại. Chúng mình đã hẹn với nhau rồi. Mình vẫn còn có rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy. Nhưng... Xem ra mình thật sự phải chết ở đây rồi. Đáng tiếc lần này cũng không thể gặp được cô ấy. Đã quên mất thời điểm bắt đầu. Người ngô hành tinh âm thầm xâm chiếm trái đất và những sự kiện kỳ lạ sẽ ra thường xuyên. Lúc đó người ta chỉ xem đó là tin đồn cho đến khi thảm họa ập đến. Năm 1934, một con rồng khổng lồ từ trên trời rơi xuống ở Bắc Hải. Đông Diên làm lật tàu cá đang neo đậu trên bờ. Một ngày sau, thi thể bỗng nhiên biến mất khó hiểu. Năm 1947, một sinh vật hình con cua khổng lồ xuất hiện ở bờ biển phía tây nước Mỹ, giết chết 15 người, có hàng trăm người chứng kiến. Năm 2020, một thi quái được phát hiện ở khu vực phía đông nam Trung Quốc, lúc đó trên bầu trời cũng xuất hiện vầng trăng tròn màu đỏ. Nhưng bọn chúng vẫn luôn biến mất vào ban đêm, giống như chưa từng xuất hiện. Những sự cố dẫn tới thương vong không biết vì sao được coi là do con người tạo ra. Đã nghe gì chưa? Lại có chuyện xảy ra rồi. Ở bên cổ thành Lâm Thiên bị san bằng tất cả trong đêm, có người dùng Flycam quay lại được đó. Gần đây mấy việc quái lạ ngày càng nhiều. Nhưng chúng ta mau đi thôi. Lát nữa sẽ có nhiều người. Cầu phúc lắm chúng ta không chen vào được đâu. Mình đang ở đâu đây? Vậy cả vợ lơ. Không phải chứ. Mình biến thành cá rồi. Chuyện này là thế nào? Tôi rồi. Còn là một con cá chép nhỏ. Không đã. Mình nhớ mình đã chết rồi mà nhỉ. Trước lúc chết và nhìn thấy một người khổng lồ, chẳng lẽ là vì nó để mình mới biến thành như này. Hôm đó tiểu tiết thế nào rồi? Con quái vật kia đã xảy ra chuyện gì? Thật muốn ra ngồi xem sao. Hình dạng này của mình á, bây giờ bị hạn chế rất nhiều. Nếu có thể rời khỏi đây thì tốt rồi.
Cớ tôi với. Xong phim. Đừng nói là rồi khỏi đi. Muốn sống tiếp cũng là cái vấn đề khó khăn. Hệ thống nâng cấp vô địch kết nối thành công. Cô là cái quá gì thế? Mướn đưa tôi đi đâu? Khu vực nước nông. Rốt cuộc cô là ai? Cô tôi là hệ thống của bang đó. Ký chủ Lâm Hậu, cấp bậc level 1, chủng tộc cá chép đen, thân hình dài 3 cm, nặng 0,4 g, chiến lược 0.1, kỹ năng 0, thân thân 0, điểm tiến hóa 0/50. Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể thăng cấp được? Ăn thịt, nuốt chửng vun bánh mì, đạt được 0.1 điểm tiến hóa. Ăn đồ vật là có thể tiến hóa. Tôi ăn hết. Điểm tiến hóa cộng 5. Ăn cái nửa ngày trời mới có được cái nhiêu đây điểm, có hợp lý không? Lại cũng chỉ thơm được có từng này. Nhưng nửa đêm rồi ai lại chạy đi ăn cá cơ chứ? Cộng 0.5. Rõ ràng chúng ta rất nhanh thôi là có thể gặp nhau rồi. Ai nói là sẽ đợi em quay lại mà. Lâm Hảo. Lâm Hảo, tên chấm hệt mình. Là chồng chết à? Sao mà thương tâm vậy chứ? Tổ trứng là xuất phá thôi. Được. Yên tâm đi Lâm Hậu, đợi tất cả kết thúc em sẽ tới tìm anh. Tiểu Tiếp. Kia là Tiểu Tiếp. Tiểu Tiếp, đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch đi. Đừng đi mà Tiểu Tiếp, đợi anh. Anh vẫn còn sống mà Tiểu Tiết. Anh Lâm Hảo. Tiểu Tiết, không thể nói được, thật là phiền phức. Tiểu Tiết, không có em làm sao mà anh sống tiếp được đây. Tiểu Tiết, đồng hồ bỏ túi. Đó là tín vật của Tiểu Tiết, dù có thế nào mình cũng phải lấy lại. Nhưng bây giờ mình quá yếu quá, thôi không cam tâm. Tại sao chúng ta lại luôn bỏ lỡ? Tiểu Tiết, đợi anh. Thăng cấp. Thăng cấp.
Bình thường thì mở cửa buông xuôi tất cả, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy vừa mới bắt đầu mà đã chăm chỉ như vậy mà là cá. Khí chủ đã có đủ điều kiện tiến hóa, con muốn tiến hóa ngay lập tức. Có không? Tiến hóa này sẽ tiến hóa thành cái gì? Có. Tất cả đều có thở đó. Dỗ chết tôi rồi. Sao cậu thăng cấp lại lâu như vậy? Không biết, cảm giác lớn hơn một chút. Vậy cũng vậy hơn rồi. Lớn hơn ở đâu? Bây giờ tôi là cá, cô nói xem lớn hơn ở đâu? Khí chủ, Lâm Hạo, cấp bậc level 3, chúng loại cá chép đen, thể hình dài 45 cm, nặng 4 kg, chiến lực 120, kỹ năng quẫy đuôi mạnh mẽ, áo giáp vẫy thép, thần thông không, điểm tiến hóa không trên 200. Kỹ năng quẫy đuôi mạnh mẽ, áo giáp vẫy thép, còn có hai kỹ năng này. Trong vòng 3 giây vẫy trên người cậu ta sẽ trở nên cứng như đá, nhưng có 10 giây hồi chiêu, một cái khi 10 giây cũng được đó. Nhiệm vụ đã được làm mới. Nhiệm vụ phổ thông nuốt chửng 100 con tôm có 0 trên 100. Phần thưởng thăng cấp năng lực tầm nhìn ban đêm. Nhiệm vụ khó khăn nuốt chửng một con sinh vật biến dị. Phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên. Cái gì? Còn có quẹt nhiệm vụ. Điểm cuối của tiến hóa nuốt chửng là gì đây? Phần thưởng sau khi thông qua nhiệm vụ có thể sẽ không chỉ là những thứ này đâu. Có thể làm cho biến lại thành người sao? Vẫn là một câu đó, tất cả đều có thể. Vậy mà lại có thể thăng cấp thành người. Ở tiến hành đầu hiện giờ của mình là lấy là tín vừa của mình và tiểu tiết. Tiến vào khu vực nước sâu, cậu không muốn sống nữa à? Cô đừng có quản tôi. Cơ hội tốt. Tất cả những con cá lớn xung quanh đã phân tán đi rồi. Tiểu tiết. Trông giống hệt lúc ở cổ thành Thiên Lâm.